Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm 8 tháng 1 tuyên bố nước ông sẽ nộp đơn khiếu nại chính thức với Trung Quốc nếu xác minh được rằng các cơ sở trên Đá Chữ Thập đã được quân sự hóa. Truyền thông Philippines tuần qua loan tin Đá Chữ Thập, một phần trong quần đảo Trường Sa, đã được trang bị để đóng chức năng là một căn cứ không quân ở Biển Đông. Philippines lo ngại sau khi xuất hiện cảnh quay đảo đá này trong một chương trình cuối năm do một đài nhà nước Trung Quốc phát sóng. Sau đó, một trang tin ở Hồng Kông cho hay đường băng dài 3.125 mét trên đảo đã được nâng cấp để phục vụ máy bay ném bom chiến lược H-6K. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói nếu họ đã đưa binh lính lên đó và thậm chí cả vũ khí tăng cường phòng thủ, đó là vi phạm những gì họ tuyên bố. Trước đây, Trung Quốc từng phủ nhận không quân sự hóa Đá Chữ Thập. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy các cơ sở được thiết lập hiện đang có chức năng là một trung tâm hậu cần để Trung Quốc thực hiện việc đòi chủ quyền đối với Biển Đông.